Kính chào anh em. Anh em có biết rằng có một thị trường được rất nhiều nhà đầu tư ưa mạo hiểm tìm đến vì cơ hội lợi nhuận của nó cực kỳ cao không? Thị trường này cũng hoạt động 24/7, cũng có thanh khoản cực kỳ lớn và cũng đa dạng cặp giao dịch. Nói đến đây chắc anh em đều biết chi tiết nhắc đến thị trường nào rồi đúng không? Đó chính là Forex, hay tên Việt hóa là giao dịch ngoại hối đấy. Và để giao dịch Forex hiệu quả nhất, chip muốn mang đến cho anh em một trong các sàn phái sinh tốt nhất hiện nay mang tên là Axie, cùng chương trình phân bổ vốn độc đáo mang tên là Axie Select nhá. Không dài dòng nữa, chắc anh em nóng lòng lắm rồi nhở? Chúng ta cùng bắt đầu luôn thôi. Axie là một sàn giao dịch Forex và CFD toàn cầu đã có mặt trên hơn 100 quốc gia với hơn 60.000 khách hàng trung thành. Sàn được thành lập vào năm 2007 và đã nhanh chóng lọt top 10 sàn môi giới Forex hàng đầu hiện nay. Axie có vài thành tựu nổi bật mà chip tìm được cho anh em, đó là Best Forex Trading Platform, Best Forex Provider, Best CFD Provider nhé. Vậy thì Axie Select là gì? Axie Select là sản phẩm chính của Axie, được họ chăm chút rất nhiều về sản phẩm lẫn vận hành. Đây là một platform, công ty tài chính tự doanh, hay anh em Forex Việt hay gọi nôm na là trade quỹ. Hiểu một cách đơn giản thì anh em sẽ được cấp vốn để trade rồi hưởng phần trăm lợi nhuận dựa theo số lãi mà anh em đã trade được. Điều khiến cho Axie Select trở nên đặc biệt đến như vậy là bởi vì trong khi rất nhiều platform khác phải đóng cửa hay tệ hơn là biến mất chỉ sau một đêm, thì Axie Select đã xuất hiện và thực sự trỗi dậy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở Forex. Axie Select được back bởi Axie, sàn giao dịch ngoại hối khổng lồ mà chip vừa giới thiệu ở trên. Quỹ này cung cấp các tài khoản thật cho người dùng thực chiến thay vì chỉ cho các tài khoản giả lập hay demo. Anh em sẽ được trực tiếp chiến bằng tiền thật, thị trường thật và cơ hội kiếm tiền thực sự. Thêm vào đó, Axie Select còn trang bị cho khách hàng của họ những công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cho trader có dashboard với phân tích nâng cao, số liệu chi tiết hay cả score này. Đây là một hệ thống phân tích điểm giúp các trader phân tích hiệu suất giao dịch của chính mình. Nếu như anh em nào vẫn còn lấn cấn về chi phí thì đừng lo nhé, quỹ không charge của anh em bất kỳ một khoản nào cả, 100% miễn phí tham gia. Điều này giúp cho các trader dễ dàng tiếp cận với sản phẩm của Axie hơn rất nhiều. Thêm vào đó, quỹ này còn cho anh em được thử đến 3 lần thay vì one shot như các platform khác. Đúng là hệ nhà giàu mà, cực kỳ hào phóng với các trader luôn. Điều quan trọng nhất chip để ở cuối video đó chính là chương trình 1 triệu đô la của Axie. Nếu như anh em chứng minh được bản thân, giao dịch tốt, có lãi ổn định, anh em có thể kiếm được tới 90% của quỹ 1 triệu đô của Axie Select đấy. Nên là anh em cố gắng nâng cấp skill lên nhé. Tổng quan lại, những điều chip thấy giúp cho Axie Select vẫn đứng vững cho đến tận bây giờ là nhờ các chương trình bền bỉ và tin cậy của họ cung cấp cho trader những cơ hội song phẳng để thử sức với thị trường Forex đầy tiềm năng này. Ở phần tiếp theo của video, chip sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký sử dụng sàn luôn nhé. Anh em truy cập axie.com, chọn Open Account, chọn Việt Nam, điền email, first name, last name và số điện thoại. Sau khi xác minh xong thì anh em đã có thể bắt đầu sử dụng Axie để giao dịch ngoại hối luôn rồi đấy. Còn để tham gia Axie Select, anh em chỉ cần trade tối thiểu là 20 lệnh, đặt score là trên 50 và deposit ít nhất là 500 USD để có thể bắt đầu cuộc chơi. Chúc anh em may mắn với platform nhé. Vậy là trong video ngày hôm nay, chip đã giới thiệu cho anh em về Axie cùng platform Axie Select của họ. Anh em có gặp khó khăn gì trong việc đăng ký hay là tham gia chương trình, hãy cứ thoải mái để lại thắc mắc ở phần bình luận bên dưới nhé. Đội ngũ admin HC Capital sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho anh em. Đừng quên tặng chip một like và HC Capital bấm subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.